Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA lên đọc quyết định thành lập viện và danh sách các thành viên lãnh đạo. Chúng tôi cũng xin trực kính mời ông Dương Quang Châu, ông Nguyễn Ngọc Dũng, ông Nguyễn Minh Tuấn, bà Lê Hải Yến và ông Lê Trung Kiên lên sân khấu để chúng ta nghe quyết định. Xin mời. Kính thưa bác Vũ Anh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị và bác còn tham gia thành lập ra hội cựu chiến binh, tham gia thành lập ra Trung ương Hội Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng và dòng họ Việt Nam. Kính thưa các vị tiền bối cách mạng, các vị đã từng công tác, thủ trưởng và các bộ, các ban ngành Trung ương. Kính thưa thầy Lê Ngọc Trọng và các thầy ở các trường đại học hôm nay đã đến đây, và kính thưa các nhà khoa học cùng tất cả các bạn. Hôm nay trong cái không khí này, với cái tư cách là ban tổ chức, tôi rất là xúc động vì cái tấm thỉnh tình của bác Quốc Oanh cũng như tất cả các quý vị đã dành cho Liên hiệp Khoa học Công nghệ. Thực ra với một cái cơ quan mà tần tảo lọ mọ như UIA mà được các quý vị chiếu cố đến thế này thì đó là một cái tình cảm thương mến rất là lớn lao. Nhưng chúng tôi lại đáp ứng lại chưa xứng đáng, bởi vì có rất nhiều các thầy, các nhà khoa học cũng như các vị lãnh đạo đã từng tham gia tiền bối cách mạng và các chức vụ cao cấp của nhà nước cũng đến đây. Tôi nhìn và tôi xem danh sách và tôi xem rất nhiều các quý vị, nhưng vì điều kiện cũng như thời gian không cho phép cho nên không giới thiệu được từng người. Vậy thì Liên hiệp UIA chúng tôi trân trọng ghi nhận và thành thực biết ơn sự có mặt của tất cả các quý vị đã dành cho Liên hiệp UIA cái sự thương mến, bởi vì với một cái cơ quan UIA lọ mọ rồi là tần tảo mà được tất cả các quý vị quan tâm như thế này thì đây là vừa là một cái vinh dự nhưng là cái trọng trách rất là lớn lao. Tần tảo vì UIA không được cấp nguồn kinh phí của nhà nước, và lọ mọ là UIA khoảng gần 30 năm qua cứ đi tìm tòi những phương pháp nào đó mà nó gần gũi, nó vì không cấp kinh phí cho nên là nó đỡ tốn tiền và làm cho nhân dân nhiều người được ứng dụng. Và ngay cách đây 20 năm ở đây có thầy Lê Ngọc Trọng, thầy cũng đã có công văn ủng hộ tất cả những chương trình triển khai những cái phương án của y học dân tộc. Vậy thì hôm nay tôi kính xin tất cả các quý vị hãy tha thứ cho những cái sự đón tiếp của ban tổ chức chưa được chú đáo, nó có cái gì đấy khiếm khuyết, chưa xứng đáng với tầm tình cảm mà các quý vị đã dành cho cơ quan chúng tôi. Và xin các vị hãy từ bi rộng lượng và dung thứ cho những cái khiếm khuyết đó. Và nếu như các vị có hoan hỉ đồng ý như vậy thì xin các quý vị cho một tràng pháo tay. Vâng, cảm ơn tất cả các quý vị. Thì hôm nay với cái mục đích này là Liên hiệp UIA có mấy mục đích ngày hôm nay. Thứ nhất là khai trương cái viện, tên của viện là Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm. Thực ra đây là sự kế thừa và phát triển, vì cách đây 20 năm tôi với anh Châu là người đầu tiên và đã khai sinh ra cái tên cảm xạ, vì trước đó nước ta chưa có cái tên này. Rồi là từ một cái trung tâm để nâng lên thành viện, và bây giờ qua quá trình ứng dụng chúng ta lại khai sinh ra một cái tên mới, đó là nghiên cứu ứng dụng
bấm huyệt, thậm chí liên tâm kết hợp với trường đá đông lạnh. Đây là sự kế thừa có cái tính chất phát triển. Và hôm nay chúng tôi cũng giới thiệu luôn cái đề tài. Cái đề tài là ứng dụng phương pháp bấm huyệt thập chỉ nhân tâm kết hợp với trường đá nóng lạnh để tăng cường sức khỏe và nâng cao đẩy lùi bệnh tật. Đề tài này chúng tôi báo cáo với tất cả các quý vị là sẽ triển khai trong 3 năm bằng vốn tự có của Liên hiệp UIA và của viện. Và đề tài này có hội đồng giáo sư là những cái giáo sư đầu bảng, những cái cây đa cây đề của ngành y hoan hỉ ủng hộ. Ví dụ như là giáo sư Nguyễn Đình Bảng, giáo sư Nguyễn Mạnh Nhâm, giáo sư Ngô Quang Lực, rồi là giáo sư Vũ Hoan, rồi là giáo sư Nguyễn Ngọc, rồi giáo sư Nguyễn Hải Thị Hải Vân và giáo sư thiếu tướng Cô Tiến Quý, cũng như là thượng tá chị Huệ, tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, rất nhiều các giáo sư trong ngành y hoan nghênh và ủng hộ chương trình này kéo dài trong 3 năm. Và tôi nghĩ rằng hôm nay nhiều các vị ở đây muốn phát biểu, nhưng hãy dành lại những cho cái phát biểu này cho những hội thảo khoa học. Và sau 3 năm tôi nghĩ rằng chúng ta phải có một cái đại hội lớn, và có khi bị tổ chức ở Mỹ Đình thì mới chưa hết được những cái báo cáo khoa học của chúng ta. Và hôm nay các quý vị hãy thông cảm là chúng ta hãy dành lại, nghiên cứu tiếp và triển khai chương trình. Và trước mắt để triển khai chương trình này trong 3 năm thì riêng ở Hà Nội là chúng tôi triển khai 2 điểm các quý vị có thể đăng ký và học tập và thực hành, là một là ở 67 Bà Triệu, là trụ sở của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội của thầy Vũ Hoan. Một địa điểm thứ hai là số 1 Đông Tác Kim Liên, làm về ban ngày thì để thông báo cho tất cả chúng ta có thể cùng tham gia, vừa là nhà khoa học nghiên cứu nhưng đồng thời chúng ta cũng vừa áp dụng cho người thân của mình. Và cái sau khi chúng ta ra mắt cái viện dự án khoa học này thì chúng tôi cũng thông báo một chương trình thứ hai là tất cả các quý vị ở đây ai có cần thực nghiệm tại chỗ, chúng tôi sẽ có bố trí tất cả các huấn luyện viên đã từng thực hành phương pháp này huấn luyện ngay tại chỗ cho chúng ta. Trước mắt có một số các quý vị chúng ta sẽ được huấn luyện và thực hành ngay tại chỗ, không thể nói xuống được. Đấy là sau một số các tiết mục. Rồi một cái điều quan trọng nữa là hôm nay chúng tôi kính mời tất cả các quý vị ở lại để dự tiệc chay cung đình. Bởi vì sao? Chúng ta đến đây là các vị toàn cái là căn cơ bậc cao, là các bậc cung đình của kiếp trước. Do vậy chẳng ai đến đây vì đói cơm khát nước cả. Nhưng chúng ta đến đây là chúng tôi dùng cái gọi là tiệc chay cung đình, là có một số những cái người đã từng nấu ăn kinh nghiệm ở cung đình, có một số món được chế tạo cho các cái quan đại thần ở cung đình. Vậy thì hôm nay bằng những cái kinh nghiệm ấy và bằng bàn tay của các cán bộ của Liên hiệp UIA, chúng tôi chế biến các món chay cung đình. Các món này không có chất độc hại, nhưng đồng thời chúng ta tập luyện nhưng phải ăn những cái món cao cấp không có chất độc hại, đó là tiệc chay, nhưng chất lượng rất là cao. Và cái món tiệc chay cung đình là để chiêu đãi cho các bậc đại thần trong các triều đại trước. Thì hôm nay những người ngồi đây chúng tôi nghĩ rằng cũng là các bậc đại căn, cũng là những cung đình, và chúng tôi hân hoan được chiêu đãi. Và cũng xin kính mời tất cả các quý vị cũng không chê là UIA là cái cơ quan tần tảo gian khó, mà đại phụ lòng chúng tôi là các cán bộ lọ mọ từ mấy hôm nay để nấu những cái món ăn, và trong từng cái món ăn ấy có cái yếu tố tâm linh, là phát nguyện tất cả những người đến đây dự những cái này đều là thân tâm được an lạc. Đấy là cái sự trân trọng mời tất cả các quý vị chúng ta sau này, sau cái tiết mục này thì sẽ được thực hành và dự cái tiệc chay cung đình. Bây giờ là tôi xin thay mặt cho ban lãnh đạo của Liên hiệp UIA đọc quyết định thành gọi là thành lập, nhưng chính ra là chuyển thể từ trung tâm rồi lên viện cảm xạ, và bây giờ là viện mới, cái tên mới.
Hội đồng Trung ương VUSTA, Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA số 6419 QĐLH ngày 19 tháng 4 năm 16 về việc đổi tên Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ thành Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên tâm. Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA căn cứ Nghị định số 35/HTBT ngày 28 tháng 1 năm 92 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác quản lý khoa học và công nghệ, căn cứ Nghị định 338, Quyết định 338 TCLH của Trung ương Liên hội Hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam thành lập Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, căn cứ vào điều lệ quy chế hoạt động của Liên hiệp Khoa học UIA, căn cứ vào tên đề nghị đổi tên của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ thành Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên tâm, căn cứ vào đề nghị của Tổ chức Liên hiệp UIA, quyết định điều 1 nay đổi tên Viện Nghiên cứu Ứng dụng Năng lượng Cảm xạ thành Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên tâm trực thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA. Trụ sở đặt tại phía Bắc 67 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, tên viết tắt là IIRATCLT. Đặt tại phía Nam là 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên tâm có nhiệm vụ sau: 1. Liên kết với các cơ quan khoa học, các trường đại học, các cơ quan đào tạo, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước để nghiên cứu ứng dụng phổ biến kiến thức về y học cộng đồng, y học năng lượng, bấm huyệt thập chỉ liên tâm trên tinh thần thiện tâm và đúng pháp luật. 22. Tổ chức nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng các tiến bộ khoa học và phương pháp bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Điều 3. Làm tư vấn hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố, các cơ sở nghiên cứu, các địa phương nhằm phát huy hiệu quả cao nhất các thành tựu nghiên cứu của mình. Điều 3. Viện Nghiên cứu Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên tâm là đơn vị nghiên cứu, thực nghiệm và triển khai các ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học tự chủ về mặt tài chính, có tư cách trực thuộc, pháp nhân trực thuộc UIA, có trụ sở tại Hà Nội và có thể mở các... Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.